cho heo đất ăn này. Ngày xưa là heo đất, bây giờ thì có các đồ chơi phiên bản Doraemon, két vàng, két bạc, kiếm tiền đến giá nè, nhiều chưa? Các em mà nhớ học hành chăm ngoan nhé thì mới được lì xì nhiều. Và khi chúng ta được lì xì nhiều, chúng ta sẽ dùng két sắt này. Các bé nhớ nha. Chào mừng các em đến với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay muốn giới thiệu với em đó chính là một bộ đồ chơi mà cũng là một cái công cụ giúp chúng ta tiết kiệm được tiền. Đây, Money Safe chính là cái két sắt. Đây là phiên bản đồ chơi nha các em. Vậy là sắp Tết rồi đúng không? Sắp Tết rồi, các bé sẽ được lì xì rất là nhiều tiền. Thế nên vì vậy mà anh sẽ giới thiệu cho các em một cái bộ đồ chơi, đó chính là cái két sắt, để cho các em sẽ tiết kiệm được tiền. Đây, các em sẽ để tiền vào trong đây nha. Các em sẽ để tiền vào trong đây. Đấy, đây chính là két sắt, là phiên bản là Doraemon. Các em thích bộ chơi này không? Bộ đồ chơi này rất là đơn giản, nó chỉ có lắp pin mà thôi. Đấy, đây này, đó, anh lắp pin rồi nhé. Rồi mình sẽ chơi nhé, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được tiền đấy. Rất là hữu hiệu và tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ anh sẽ đại lại nhá, đúng chưa? Đây, để máy quay như này này thì chúng ta dễ quan sát hơn này. Đấy, Doraemon. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ cho tiền vào nhá. Tiền 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 tiền, anh đã chuẩn bị một sấp tiền như này. Bé phải nhớ học hành chăm ngoan thì ba mẹ mới lì xì cho các bé rất nhiều tiền nhá. Và chúng ta bắt đầu thả tiền vào nhá. Ấy, bạn này giống như là một bạn heo đất vậy, bạn sẽ giúp chúng ta giữ tiền, giúp cho chúng ta nhá, không sợ ai lấy tiền của chúng ta luôn. Nhìn nè, ối thấy chưa? Nè, cấp dùng cho mình nhá, cấp tiền đi nhá. Hai tờ, còn nhiều như thế này nhưng mà ba tờ. Các bé thấy bộ đồ chơi thế nào, hay không? Rất là đáng yêu đúng không? Đợt này các em mà được lì xì nhiều, các em sẽ chơi trong đây nhé. Trong đây này, mình để cái như thế này này, mình cho tiền xem là bạn ấy có hút không nhé. Để bạn lên nằm, bạn ấy hút tiền không nào? Ôi, bạn ấy vẫn hút tiền đấy. Anh còn nhiều lắm, mình sẽ thử vài tờ nữa xem nào. Đấy, mình cho vào nữa nha. Đấy, anh thích để bạn ấy đứng hơn. Mình sẽ cho tiền nhé, cho heo đất ăn này. Ngày xưa là heo đất, bây giờ thì có các đồ chơi phiên bản Doraemon, két vàng, két bạc, kiếm tiền đến giá nhiều chưa? Các em mà nhớ học hành chăm ngoan nhé thì mới được lì xì nhiều. Và khi chúng ta được lì xì nhiều, chúng ta sẽ dùng két sắt này, các bé nhớ nhá. Mình cho vào nữa nha. Đấy, rồi mình sẽ thử cho bạn. Đấy, nữa nè, sắp hết rồi. Bạn này chứa nhiều tiền lắm. Đấy đấy, ăn đi chứ. Đó, đấy, rồi. Vậy là chúng ta là vừa rồi chúng ta đã cho bạn đấy ăn rất là nhiều đúng không? Rất là nhiều tiền lì xì của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái két này ra. Nhưng mà muốn mở cái két này ra, chúng ta phải có một cái mật khẩu. Mà cái đấy anh chỉ chia sẻ cho ai mua cái này thôi. Bởi vì anh mà chia sẻ trên đây thì ai cũng biết, thì họ sẽ mở két của chúng ta ra lấy tiền thì sao đúng không? Nên vì vậy mà anh sẽ dùng phép
thì sẽ hồ hồ úm ba la. Ừ, mở chưa? Ốt không mở luôn nè. Không mở đâu nè, không ai mở được. Nếu mà không phải là chủ nhân của bạn đấy thì sẽ không mở được nè, các bé thấy không? Đấy đấy này, chắc lắm bạn ấy giữ tiền chúng ta rất tốt, nên vì vậy mà anh sẽ mở bạn ấy ra nhé. Bây giờ anh sẽ mở bạn ấy ra nhé. Mở ra chưa? Mở ra chưa nhỉ? Chưa được à? Thì giờ anh sẽ thực hiện lại nhé, bởi vì là chắc là vừa rồi bạn ấy chưa hiệu nghiệm lắm. Úm ba la. Ừ, đấy đó, phải có phép thuật giống như anh thì mình mới mở kết tiền ra đấy. Các bé thấy là nhiều tiền chưa? Ôi nhiều chưa nè? Nhiều không? Đấy, các em sẽ để dành ở trong đây, cuối năm mình sẽ mở ra, mình sẽ lấy. Ôi nhiều thế, nhiều quá. Đấy nhiều chưa? Em ô vẫn còn tờ nữa này, đấy vẫn còn tờ 5.000 nữa này. Đấy bây giờ thấy các bé thấy không? Bạn đấy, ôi còn một tờ 1.000 nữa này. Ôi anh không để ý xem nào, kiểm tra phần tờ nào không nào. Hết rồi đấy, các em thấy không, cái hộp này nó cũng rất là lớn, chứa rất là nhiều tiền đấy. Giờ mình sẽ đại lại nhá. Đấy đó, bây giờ mình muốn mở ra cũng không được, bởi vì là không hô biến, không hô úm ba la giống như anh, mình không mở đâu. Bây giờ mình sẽ thử lại nhé, mình sẽ thử lại nhá. Nào mình sẽ thử lại chỗ này nhé. Đấy, một tờ, hai tờ. Wow, Doraemon rất là tốt bụng luôn á. Thử lại nè. 4 tờ. Ăn đi. Nhỡ đi nè. Nhỡ nè. Nhớ này. Chắc là bạn ấy đói sao, bạn ấy kêu to lắm. Bạn ấy đang đói. Chỗ này làm thế nào? Làm nhá. Để cho tiền này. Đấy. Vẫn lấy được tiền luôn này. Đấy, bạn ấy rất là giỏi. Đấy. Biết thế. Nè. Em cho thêm một tờ nữa nhé. Thế là hết rồi, tờ cuối cùng này. Chắc là bạn ấy đang đi, bạn ấy nhận polymer dễ, giờ bạn nhận dễ nhận được à? Ấy, này. Đâu rồi? Dậy đi. Có nhận tiền không? Đâu rồi? Bạn bị làm sao ấy, hay bạn bị ốm người ta? Đánh kiểm tra lại xem nào. Ok mà. Đánh thử lại xem nào. Đó, bạn ấy ốm đấy, thỉnh thoảng bạn ấy cũng bị ốm đấy, giống như các em vậy. Các em thấy bộ đồ chơi này rất là đáng yêu đúng không? Nếu mà thích bộ đồ chơi này, các em hãy viết comment ở phía dưới nhé, địa chỉ, số điện thoại và tên người nhận. Anh sẽ gửi cho các em bộ đồ chơi này khi mà video đạt được 10.000 view nhé. Ok không? Bây giờ anh sẽ lấy tiền ra đã. Đấy, bây giờ anh sẽ hô này. Úm ba la. Chiu. Hô biến. Đó. Vậy là bạn ấy sẽ lại trả lại tiền chúng ta. Rồi. Ôi nhiều tiền thế, nhiều quá trời luôn này.
Ôi nhiều chưa? Các bé thấy nhiều không? Nhiều chưa nè? Ý, nhiều chưa? Rồi, anh sẽ đóng bộ đồ chơi này lại nhé. Mình sẽ khóa này lại. Đấy. Vậy là hôm nay anh và các em mình đã giới thiệu là bộ đồ chơi máy giúp máy kép, mình gọi là kép tiền đi. Đấy. Kép đựng tiền cho các bé nhá. Đấy. Vậy là hôm nay anh chia sẻ với các em bộ video đến đây hết rồi. Anh hẹn các em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào các em.